Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để móc một cái mẫu giày lưới cho bé như thế này ha. Bên dưới thì mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi nè. Thì để làm cái mẫu giày này, ở đây mình sử dụng là len miêu cô tông của 125g. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75-2mm. Kim móc mình dùng kim móc 2 đầu, ta dùng đầu số 4 ha. Tùy vào mỗi loại kim thì các bạn không có mẫu kim này có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len mà các bạn có. Đầu kim của mình nó sẽ bằng hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút đều được ha, cho cái mũi móc của mình được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và một lớp đế xốp, ở đây mình đã cắt sẵn nè, thì mình cũng có hướng dẫn cắt đế ở clip trước rồi, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Hoặc là cũng có thể dùng cho mình những cái loại đế khác cũng được. Ngoài ra thì còn có nút để cài điều chỉnh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì sẽ móc cho mình một cái mẫu mặt đế giày len như thế này. Thì mẫu mặt đế này ở clip trước mình có hướng dẫn rồi ha. Và mình cũng có hướng dẫn tăng và giảm size, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo. Đối với mẫu đế này mình móc là 14cm. Nên cái xích đầu tiên mình gây nên ở bên trong sẽ là 20 mũi xích ha. Size lớn nên cái phần gót giày mình móc 4 mũi móc đơn ở cuối hàng nè. Và cái hàng móc ngoài cùng của cái mặt đế nó sẽ là mũi kép đơn ha, cho cái bề rộng của giày nó được rộng hơn. Mẫu giày này mình sẽ móc cái phần gót giày trước, sau đó mới lên thân giày ha. Các bạn sẽ chia cho mình mặt đế ra làm 3 phần. Đây, để thẳng mặt đế, sau đó đo cho mình và chia đều mặt đế ra làm 3 phần. Thì phần quai ở phía dưới nó sẽ là 1/3 từ dưới lên nè. Chiếc giày ban nãy mà mình làm á, thì tính từ cái chân móc cuối cùng của phần mặt đế. Đây, 1/3 của phần mặt đế thì tính từ cái chân móc cuối cùng này, ta sẽ lên được 8 mũi móc ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đâm kim cho mình vào chân thứ 8. Thì ở đây các bạn lưu ý cho mình nè. Ở hàng móc của mặt đế, mỗi chân móc mình sẽ có hai cái đường móc như thế này, thì tất cả các cái chân móc các bạn đều đâm kim cho mình vào cái chân ở bên trên ha, tất cả các chân móc luôn nè, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở bên trên. Mẫu đế này mình dán đế nên mình sẽ đưa cái mặt đế, mặt trái của đế xuống phía dưới và đưa mặt phải lên trên nè. Đây, ta bắt đầu móc cái phần thân đi lên ha, đưa sợi len ra bên ngoài, kéo lên qua chân móc, móc lên một mũi móc xích, di chuyển kim đến chân móc kế bên, móc vào đó một mũi móc đơn, cũng đâm kim vào chân ở bên trên ha, móc vào đây một mũi móc đơn, chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn, chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Từ đây sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc, móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Sau khi đã móc được hàng móc đơn cho đến cuối hàng, thì lúc này cái phần thân giày của mình nó sẽ có một cái độ sâu như thế này. Phần này mình để luôn cái bàn chân vào ha. Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này. Móc vào đây một mũi giờ để kết thúc vòng. Thì ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần thân giày. Từ đây móc lên 2 xích. Đâm kim vào chân ta vừa móc mũi giờ, móc vào đó một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên một mũi kép đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi các bạn gặp đôi cho mình cái phần mặt đế lại nè. Ta gặp đôi cái phần mặt đế lại.
Thì các bạn sẽ móc các cái mũi kép đơn cho đến khi ta gặp cái chân móc thẳng hàng với cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên mà mình vừa móc á. Đây, hai cái chân móc nó sẽ thẳng hàng với nhau thế này ha. Mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn nè, lúc này mình sẽ gập đôi cái phần mặt đế lại. Thì chân móc cuối cùng mà mình vừa móc ở đây nó sẽ thẳng hàng và song song với cái chân móc đầu tiên mà mình móc ở cái phần quai ha, ở cái phần thân bên sau nè. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân dày. Từ đây móc lên hai mũi xích. Ta quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc mà mình vừa tạo được ở hàng thứ nhất nè. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn. Chân đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh một mũi kép đơn. Chân kế bên một mũi kép đơn. Và móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Và tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc hoặc là hai hàng móc nữa, sao cho cái phần thân phía sau của mình nó có cái độ cao gần bằng đến mắt cá chân của bé là được nhé. Ta cứ móc các cái hàng móc tương tự nè. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã lên được tổng cộng là 3 hàng móc kép đơn cho cái phần thân sau và nó đã có cái độ cao gần bằng đến mắt cá chân của bé rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần dây quai. Thì chiếc giày mình hướng dẫn sẽ là chiếc giày ở bên phải. Từ đây móc lên cho mình 18 mũi móc xích để tạo sợi dây quai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 và 18. Có được 18 mũi xích rồi, ta đưa cái sợi dây này qua cái điểm bên cạnh thì nó sẽ đo được một cái độ rộng để mình có thể cài điều chỉnh cho vừa với cổ chân của bé. Sợi dây này các bạn có thể canh chỉnh cho mình tùy vào cổ chân của bé ha. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân thứ 18, móc vào đó một mũi nửa kép. Để tạo cái khoảng trống mình cài nút, móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua một chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Tiếp tục lên một xích, bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Thì mình sẽ có được các cái khoảng trống để cài nút như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi ta được nửa của đoạn dây. Cứ lên một xích, bỏ qua một chân và móc vào chân kế bên một mũi nửa kép. Lên một xích, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Thì mình sẽ có được các cái khoảng trống để mình cài điều chỉnh ha. Ở nửa đoạn dây còn lại thì mình sẽ không cần phải tạo khoảng trống để cài nút nữa. Các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi nửa kép liên tiếp với nhau cho đến cuối hàng. Hoàn tất được cái sợi dây quai như thế này rồi, thì đối với chiếc bên phải, từ khi kết thúc cái sợi dây quai này, các bạn tiếp tục di chuyển kim cho mình đến các cái chân móc ở phần thân sau nè. Thì mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên một mũi kép đơn nè. Móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng ha, thì mình sẽ hoàn tất được cái chiếc giày ở bên phải.
Đối với chiếc giày bên trái, nó sẽ khác với chiếc giày ở bên phải nè. Đây là chiếc bên trái. Sợi dây quay của mình sẽ luồn từ bên phải qua bên trái. Khi các bạn lên ba hàng móc kép đơn cho phần thân rồi, thì thay vì móc sợi dây quay ở đây, thì các bạn sẽ không móc sợi dây quay ở cái phía này, mà ta sẽ tiến hành móc ba hàng rồi thì lên hai mũi xích, sau đó móc các cái mũi kép đơn. Đây, các bạn sẽ móc các cái mũi kép đơn cho mình cho đến hết hàng. Thì lúc này cái điểm móc của mình nó nằm ở bên trên nè. Tiếp tục từ đây móc lên 18 mũi xích để tạo sợi dây quay, và cũng tạo các cái khoảng trống mà mình cài nút giống như cái sợi dây quay mà mình vừa hướng dẫn ở đây. Móc tương tự cho đến cuối hàng nè, thì cái điểm cuối cùng ở đây mình sẽ mô phỏng cho các bạn ha. Chiếc giày ở bên trái nè, khi mình đã hoàn tất được cái hàng móc này rồi thì ta tiến hành quay ngược cho mình cái sợi dây quay, và mình sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ ba, móc vào một mũi dời. Sau đó móc lên một xích kéo bằng cắt len thì mình sẽ hoàn tất được cái sợi dây quay. Còn chiếc mà mình hướng dẫn là chiếc giày ở bên phải, nên các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình các cái mũi kép đơn ở hàng bên trên ha. Mỗi chân ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục móc tương tự. Khi các bạn móc các cái mũi kép đơn đến chính giữa của hàng móc nè, thì cái điểm chính giữa của hàng móc này nó sẽ nằm thẳng hàng với chính giữa của mặt đế. Đây, chính giữa của mặt đế nè, thì các bạn sẽ chụm cho mình hai chân kế tiếp lại thành một chân để mình tạo cái độ cong, khi bé mang vào thì nó sẽ không có bị tuột dây quai ha. Lấy len đâm kim vào chân kế bên nè, kéo len, sau đó kéo qua hai chân trên kim, tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len, kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim, thì mình sẽ chụm lại được hai mũi bên dưới thành một mũi bên trên, nó tạo cái độ cong để khi bé mang vào nó không có bị tuột ở phần gót giày. Sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Lúc này phần thân sau của mình nó đã có cái độ cao bằng đến cái phần mắt cá chân rồi, thì móc lên một xích kéo và cắt len, giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được một chiếc giày ở phía sau như thế này ha. Đây, chiếc giày bên phải luồn qua bên phải để mình cài nút nè. Bây giờ mình sẽ viền cái phần dây quai này, thì viền dây quai các bạn sẽ viền cho mình từ phần dưới bên này qua đến phần dưới bên kia ha. Đưa sợi len ra phía sau nè. Mình sẽ bắt đầu viền ở cái điểm bên này, đâm kim vào chân móc mà ta móc mũi kép đơn đầu tiên. Đâm kim vào đây, kéo len qua chân móc. Từ cái điểm móc này đâm kim vào chính giữa của thân chân móc ở phía trên nè. Thân chân móc này đâm kim vào chính giữa, móc vào một mũi dời. Được mũi dời vào chính giữa rồi ha, thì chân móc móc một mũi dời. Tiếp tục chính giữa của mũi kép đơn móc một mũi dời. Chân móc móc một mũi dời. Thì mình sẽ viền lại được cái phần viền ở phía sau ha. Các bạn sẽ viền tương tự nè, chính giữa của chân móc một mũi dời, chân móc phía trên móc một mũi dời, tiếp tục chính giữa thân chân móc một mũi dời, chân bên trên một mũi dời. Sau đó mình tiếp tục dời cái mũi móc của mình cho các cái hàng móc bên trên ha.
Cứ mỗi chân ta cứ đâm kim vào và móc một mũi dời vào mỗi chân móc. Sau đó mình sẽ dời tương tự cho đến hết cái phần dây quai. Xuống phần này mình cũng dời tương tự ha, vào chân móc và vào giữa thân chân móc nè. Khi đã viền lại được cái phần dây quai, tạo các cái lỗ để mình cài nút ở đây rồi, thì kết thúc cái phần viền này cũng đâm kim cho mình vào chân cuối cùng của cái phần thân sau nè, móc vào đó một mũi dời, sau đó kéo và cắt len. Sợi len thừa nó đang nằm ở bên ngoài. Đối với những bạn nào mà dán đế thì các bạn sẽ đâm kim cho mình từ mặt đế lên bên trên vào chân móc mà mình móc mũi dời, sau đó kéo sợi len xuống phía dưới, giấu len thừa vào trong mũi móc. Thì khi dán đế cái mũi móc này nó sẽ được che đi ha. Còn những bạn nào mà không dán đế thì các bạn sẽ đưa cho mình cái mũi móc vào bên trong và mình sẽ tiến hành giấu xen kẽ vào trong các cái đường móc ở đây. Thì mình sẽ hoàn tất được cái phần viền. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân lưới ở bên trên. Ta gấp đôi cái phần mặt đế lại. Lúc này hai bên hông của phần thân sau mình nó đã ngang bằng với nhau rồi nè, thì các bạn sẽ chập đôi cho mình các cái mũi móc lại. Tức là mình sẽ chập làm sao cho các cái mũi móc của mình nó sẽ song song với nhau nè. Sau đó từ dưới đây các bạn sẽ đếm lên cho mình các cái mũi móc ha. Thì mình sẽ có các cái mũi móc song song, các bạn sẽ đếm cho mình lần lượt hai mũi móc song song nè. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 và 21. Tức là ta sẽ dừng lại ở chân thứ 21 vì lúc này chân thứ 21 của mình nó sẽ còn dư ra 3 mũi móc. Hoặc là đối với những size khác thì các bạn có thể đếm cho mình và ta sẽ dư ra 2 mũi hoặc là 3 mũi tùy vào cái phần cái kích thước của giày mà các bạn móc ha. Thì ở đây mình sẽ bị dư ra 3 mũi móc ở đầu tiên nè. Thì mình sẽ để 3 mũi móc này nó sẽ là cái khoảng cách giữa các cái hàng móc ha. Ta sẽ đâm kim vào chân thứ 21 tính từ bên phải qua. Thì mình sẽ đâm kim vào chân thứ 21 trước. Đâm từ ngoài vào trong chân thứ 21 tính từ phải qua nè. Đây tính từ cái phần thân này qua. Thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào đây trước ha. Đưa sợi len thừa ra phía sau nè. Kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 7 mũi móc. Những size nhỏ hơn thì các bạn sẽ gây nên 5 mũi xích ha. Còn ở đây size lớn nên mình sẽ gây nên 7 mũi xích nè. Sau khi đã có được 7 mũi móc xích rồi, mình tiến hành di chuyển kim đến chân thứ 21 tính từ trái qua. Tính từ trái qua thì chân thứ 21 nó sẽ là chân móc này ha. Đối với cái phía bên này thì các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình đầu kim ra bên ngoài. Ta đâm kim từ ngoài vào trong chân móc thứ 21 tính từ trái qua nè. Sau đó kéo sợi len qua chân móc, móc vào đây một mũi dời á. Như vậy là mình sẽ có một cái khoảng trống như thế này ha. Size nhỏ thì các bạn có thể móc cho mình 5 mũi cũng được. Đây thì khoảng cách này nó sẽ là 3 mũi móc nè. Và ở đây mình sẽ là 7 mũi xích. Để móc cái hàng mũi móc đơn đầu tiên, di chuyển kim đưa cho mình ra bên ngoài, đâm kim vào chân kế bên là chân thứ 20 tính từ trái qua ha, móc vào một mũi dời. Thì từ cái chân móc này mình sẽ bắt đầu móc cái hàng móc mũi đơn. Các bạn sẽ đâm kim luôn cho mình vào cái khoảng trống mà mình vừa tạo ở đây. Tức là mình sẽ luồn luôn 7 cái chân móc xích này vào trong chân móc của mình nè. Và khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này 7 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Nó sẽ tương đương với 7 mũi xích mà mình gây nên đầu tiên á. Ta sẽ có móc đơn thứ nhất. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu. Và mũi móc đơn thứ bảy.
Đối với những size nhỏ hơn á, thì các bạn sẽ móc cho mình cũng tương tự như vậy, tức là mình sẽ móc cho cái phần này nó là số lẻ ha, để ta có được cái điểm móc chính giữa mình nối giữa các cái hàng móc nè, thì nó sẽ là chân móc số lẻ, có thể là 7 mũi hoặc là 5 mũi đều được ha. Kết thúc phần móc này, đâm kim vào chân kế bên và móc một mũi dời để mình kết thúc cái hàng móc này ha. Thì mình sẽ tạm gọi đây là một vòng cung nha, một vòng cung nè. Thì để tiếp tục móc hàng móc thứ hai, các bạn sẽ để ý cho mình cái khoảng cách mà mình móc, mình chừa ra ở cái hàng vòng cung đầu tiên này nè, thì mình có 3 chân móc. Thì khoảng cách giữa hàng móc này với hàng móc tiếp theo, nó sẽ cách nhau là 3 chân móc, nó sẽ bằng với cái khoảng cách này ha. Tức là ta sẽ đâm kim vào 3 chân liên tiếp và ta sẽ móc mũi dời vào 3 chân này. Chân thứ nhất một mũi dời nè. Tiếp tục chân móc thứ hai móc một mũi dời. Chân thứ ba móc một mũi dời. Sau khi đã được 3 mũi dời vào 3 chân móc thì tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ tư móc một mũi dời và mình bắt đầu móc hàng móc thứ hai ở chân móc thứ tư này nha. Đây thì khoảng cách của hàng móc thứ nhất với hàng móc thứ hai sẽ cách nhau là 3 chân móc nè. Ở hàng móc thứ hai thì mình sẽ tăng gấp đôi số vòng cung đó, tức là mình sẽ có 2 vòng cung cho hàng móc thứ hai. Thì các bạn cũng tạo cho mình 2 vòng cung tương tự như cái vòng cung mà mình vừa tạo đầu tiên nè. Ta sẽ gây nên 7 mũi móc xích để tạo vòng cung đầu tiên. Gây nên 7 mũi xích ha. 1 2 3 4 5 6 và 7. Khi được 7 mũi móc xích rồi, ta di chuyển kim đến chính giữa của vòng cung đầu tiên. Thì cái chính giữa của vòng cung đầu tiên này tức là chân móc thứ tư ha. Ta sẽ đếm lên 4 chân nè và đâm kim vào chân thứ tư này móc một mũi móc đơn ha. Thì lúc này ở hai bên của vòng cung đầu tiên nó sẽ là 3 chân móc nè, và 3 chân móc ha, nó sẽ đều nhau thì chân móc thứ tư nó sẽ nằm chính giữa của vòng cung đầu tiên nè. Tiếp tục từ đây móc lên 7 mũi móc xích để tạo cái vòng cung thứ hai cho cái hàng móc này. 1 2 3 4 5 6 và 7. Ta có vòng cung thứ hai cho hàng móc thứ hai rồi. Móc cái vòng cung đầu tiên nè, các bạn giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì lúc này khi mình cắt len ta không phải giấu len nhiều ha, các bạn chỉ việc cắt len là được. Hàng móc thứ nhất với hàng móc thứ hai nó cách nhau là 3 chân móc. Nên kết thúc cái hàng thứ hai này các bạn sẽ di chuyển kim cho mình ra bên ngoài. Đây, ta sẽ di chuyển kim ra bên ngoài và đâm kim vào chân móc thứ tư nè. Cách nhau là 3 chân móc thì ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ tư để mình kết thúc cái hàng thứ hai này ha. Đưa kim ra bên ngoài. Đâm kim vào chân thứ tư nè. Sau đó móc vào đây một mũi dời. Ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ hai, tạo ra hai cái vòng cung bằng với vòng cung đầu tiên nè. Thì tiếp tục để móc cái hàng móc đơn này, di chuyển kim ra bên ngoài, đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len và móc vào đây một mũi dời ha. Sau đó quay ngược đầu móc và móc cho mình vào cái khoảng trống này, tạo cho mình một vòng cung gồm 7 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất, tiếp tục mũi móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy. Như vậy là mình có được vòng cung đầu tiên cho hàng móc thứ hai. Tiếp tục ở cái chân móc tiếp theo sẽ là cái chân móc đơn mà mình nối ở hàng móc thứ nhất và hàng móc thứ hai á. Thì chân móc đơn này cũng móc vào đó một mũi móc đơn ha. Lúc này mình còn lại vòng cung còn lại thì các bạn cũng móc cho mình vào cái vòng cung này 7 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. 1 móc đơn thứ 2, tiếp tục móc đơn thứ 3, 4 5 móc đơn thứ 6 và móc đơn thứ 7.
Như vậy là mình có được hai vòng cung cho hàng móc thứ hai. Kết thúc hàng móc này, đâm kim vào chân kế tiếp, đâm từ ngoài vào trong chân kế tiếp nè, móc vào đây một mũi dời. Hàng móc thứ hai cũng cách hàng móc thứ ba là ba chân móc, thì các bạn cũng dời cho mình cái chân móc tương tự như vậy. Tức ta sẽ đâm vào ba chân liên tiếp, mỗi chân để một mũi dời ha. Mũi dời thứ nhất nè, mũi dời thứ hai, mũi dời thứ ba cho chân thứ ba. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi dời để bắt đầu cái hàng móc thứ ba ở chân móc thứ tư này. Hàng móc thứ ba các bạn sẽ tăng cho mình thêm một vòng cung nữa, tức là hàng móc thứ ba mình sẽ có ba vòng cung, nó sẽ nhiều hơn hai cái hàng móc ở phía trên ha. Mình sẽ tạo ra ba vòng cung. Thì cái cách tạo nó cũng tương tự như hàng móc thứ hai á, cũng móc lên cho mình 7 mũi xích nè. Di chuyển kim đến chính giữa của vòng cung đầu tiên. Vòng cung đầu tiên này á, chính giữa của nó cũng là chân móc thứ tư của 7 mũi đó á. Đếm lên cho mình 3 mũi nè và đâm kim vào chân thứ tư, móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục tạo vòng cung thứ hai, ta cũng gây nên 7 mũi xích. Sau đó di chuyển kim đến chính giữa của vòng cung tiếp theo. Mình cũng đếm qua 4 chân ha, đâm kim vào chân thứ tư nè. Móc vào đây một mũi móc đơn. Ta có vòng cung thứ hai rồi thì còn một vòng cung nữa, tiếp tục móc lên 7 mũi móc xích. Sau đó cũng di chuyển kim ra bên ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong và đếm cho mình lên đến chân móc thứ tư. 1 nè, 2, 3 và 4, đâm kim vào chân thứ tư này ha. Móc vào đây một mũi dời. Sau đó di chuyển kim ra bên ngoài và tiếp tục một mũi dời vào chân kế bên để mình móc hàng móc đơn ha. Thì như vậy là hàng móc thứ ba mình sẽ tạo ra được 3 vòng cung nè. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình vào 3 vòng cung này, mỗi vòng cung là 7 mũi móc đơn ha. Đây, vòng cung đầu tiên 7 mũi móc đơn. Được 7 mũi móc đơn rồi, đâm kim vào chân của mũi móc đơn này, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục ha, vòng cung tiếp theo 7 mũi nè. Được vòng cung thứ hai rồi ha, chân móc đơn này ta sẽ móc một mũi móc đơn. Tiếp tục móc 7 mũi móc đơn cho vòng cung thứ ba. Hoàn tất được vòng cung thứ ba, đâm kim ra bên ngoài vào chân kế tiếp móc một mũi dời. Thì như vậy là mình hoàn tất được hàng móc thứ ba với 3 vòng cung ha. Lúc này cái vòng tròn ở bên trong nè, cái độ cao của hàng móc thứ ba nó đã giúp cho cái chân bé lọt vào trong rồi, nó không có bị chật, nên các bạn sẽ tiến hành không tăng cái vòng cung nữa ha. Những bạn nào mà móc cái phần chân của bé rộng hơn thì các bạn sẽ tăng thêm cho mình một vòng cung nữa, còn ở đây mình sẽ không tăng vòng cung. Các bạn sẽ tiếp tục dời kim cho mình đến chân móc thứ tư, chân thứ hai nè, mũi dời thứ ba và tiếp tục mũi dời thứ tư để mình bắt đầu móc hàng móc thứ tư ha. Khi cái độ cao của hàng móc nó đã vừa đủ để mình có thể luồn chân vào trong rồi, ta không cần phải thêm mũi nữa, thì ở đây mình có cái hàng móc thứ ba, ta bắt đầu bằng một vòng cung. Thì hàng móc tiếp theo các bạn sẽ tiến hành móc cho mình nửa vòng cung. Đây, ta sẽ chia ra một vòng cung, nửa vòng cung, một vòng cung nè, các cái hàng móc nó sẽ xen kẽ như thế này ha. Thì cái hàng nửa vòng cung các bạn sẽ móc như sau.
gây nên 7 mũi móc đơn cho mỗi vòng cung thì ở đây các bạn sẽ chia đôi cho mình. Mình sẽ có 3 mũi xích đi lên. Được 3 mũi xích rồi, di chuyển kim đến chính giữa của vòng cung đầu tiên. Đâm kim vào chân thứ tư, móc vào đó một mũi móc đơn ha. Đây ta được nửa vòng cung nè. Từ đây tạo một vòng cung nguyên gồm 7 mũi móc xích. Đâm kim vào cái vòng cung tiếp theo ở hàng móc phía dưới nè, và cũng đâm kim vào chính giữa ha, là cái chân móc thứ tư á. Móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 7 mũi xích nè và tạo tiếp một vòng cung nguyên. Đâm kim vào chính giữa của vòng cung nguyên ở hàng thứ ba, tức là chân thứ tư ha của cái vòng này nè. Đếm ra 3 mũi và đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi móc đơn. Thì hàng móc thứ tư mình đã có 2 vòng cung nguyên rồi ha. Và một nửa vòng cung còn lại thì các bạn sẽ tiếp tục lên 3 xích. Đưa kim ra phía ngoài và đâm kim vào chân móc thứ tư. Đây, đếm lên đến chân móc thứ tư và đâm kim vào đó móc một mũi dời. Tiếp tục dời kim lên chân móc kế bên và cũng móc một mũi dời. Đây, thì ở đây, ở bên này mình móc 3 mũi và bên này mình móc 3 mũi nè. Thì lúc này nó sẽ có 6 mũi ha. Ở vòng móc thứ tư này nó sẽ khác với vòng móc thứ ba là mình chỉ có 2 mũi móc đơn thôi. Vòng móc thứ tư mình có 3 mũi móc đơn thì bù lại cho cái nửa vòng cung còn lại ha. Nó sẽ đủ cái số mũi móc bằng với số mũi móc của hàng thứ ba nè. Nửa vòng cung móc vào 3 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất. Tiếp tục móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Chân của mũi móc đơn kế bên móc một mũi móc đơn. Hai cái vòng cung nguyên bên trong thì mỗi vòng cung ta sẽ móc 7 mũi móc đơn ha. Vòng cung đầu tiên 7 mũi nè. Chân mũi móc đơn này móc một mũi móc đơn nè. Tiếp tục vòng cung thứ hai 7 mũi. Ta hoàn tất được hai vòng cung nguyên cho hàng móc thứ tư nè, thì sẽ còn lại nửa vòng cung còn lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn này móc một mũi móc đơn. Và nửa vòng cung còn lại sẽ là 3 mũi móc đơn bằng với cái 3 mũi ở bên này nè ha. Thì mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn. 1. Móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba. Đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên móc một mũi dời. Như vậy là mình kết thúc được hàng móc thứ tư và cũng tạo ra 3 vòng cung ha. 2 vòng cung nguyên nè. Và hai nửa vòng cung nó sẽ tạo ra một vòng cung nguyên. Và số mũi móc này nó sẽ bằng với số vòng móc của hàng móc thứ ba ha. Tổng số mũi móc nó sẽ bằng nhau nè. Thì các bạn cứ móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi ta móc cái hàng móc này nó sẽ sát với cái thành phía sau của cái phần thân phía sau ha. Thì mình sẽ còn lại được 4 chân móc nè. Các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc nữa. Mình cũng dời kim vào chân móc thứ tư. 1 nè. 2 nè. 3 và 4. Có một số trường hợp ở đây nó không đủ mũi thì các bạn cũng có thể dời cho mình đến gần sát cái thành này là được ha. Hàng móc thứ tư mình móc nửa vòng cung thì hàng móc thứ năm các bạn sẽ móc cho mình một vòng cung nguyên nha. Lên 7 xích. Được 7 xích rồi ha, ta sẽ bỏ qua cái nửa vòng cung này và mình di chuyển kim đến cái vòng cung nguyên á. Đâm kim vào chính giữa của vòng cung này nè, móc vào đó một mũi móc đơn.
sau đó tiếp tục lên 7 xích. Móc vào vòng cung nguyên tiếp theo phía dưới, vào chân móc thứ tư, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 7 mũi xích. Ta cũng bỏ qua nửa vòng cung còn lại ở đây và di chuyển kim ra bên ngoài. Đâm kim vào chân thứ tư ha, để mình kết thúc cái hàng móc này. Thì chân thứ tư nó cũng nằm ở sát cái thành rồi nè. Móc vào một mũi dời. Đây thì hàng thứ năm mình sẽ tạo ra 3 vòng cung nguyên, nó sẽ tương tự giống như hàng thứ ba ha, cũng có 3 vòng cung nguyên nè. Thì tiếp tục cho cái hàng móc này, các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc kế tiếp, sẽ là cái chân móc mà mình kết thúc hàng móc đầu tiên của cái phần thân sau á. Mình sẽ móc vào đây một mũi dời. Và từ đây sẽ tạo cho mình các cái vòng cung nguyên ở hàng móc thứ năm này. Là mỗi vòng cung ta sẽ có 7 mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì hàng thứ năm của mình sẽ tạo ra được 3 vòng cung nguyên. Kết thúc hàng móc thứ năm này cũng tương tự, đâm kim vào chân ta bắt đầu móc của phần thân sau nè. Móc vào đó một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Sợi len thừa này tiến hành đâm kim cho mình từ dưới mặt đế lên trên. Các bạn cũng có thể giấu vào trong thân chân móc bên trên ha. Hoặc là ta sẽ đâm kim cho cái sợi len thừa này xuống mặt đế và mình sẽ dán đế, sợi len thừa này sẽ cố định ở phía dưới đế luôn nhé. Giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc nè. Đây, từ đây mình sẽ tiếp tục móc cái sợi dây để luồn phần dây quai nè. Hàng móc cuối cùng của mình có 3 vòng cung thì ta sẽ móc cái phần dây quai đó ở vòng cung thứ hai. Lưu ý cho mình ở cái phần thân mà mình móc lưới bên trên nè, cái mũi móc của mình lúc này nó còn mới thì nó sẽ bị lệch qua một bên ha. Các bạn sẽ tiến hành dùng tay và kéo cho mình để mũi móc của mình nó dàn đều ra, thì cái phần lưới này nó sẽ được đều ra phần thân ha. Ta có 3 vòng cung nguyên cho hàng móc cuối cùng thì mình sẽ tạo cái phần luồng dây quai ở cái hàng móc chính giữa, cái vòng cung chính giữa ha. Vòng cung này nó có 7 chân móc, mình sẽ bỏ qua 2 chân đầu tiên và 2 chân cuối cùng và móc cái phần dây quai á, cái phần luồng dây quai ở 3 chân móc nằm chính giữa. Đâm kim cho mình vào chân móc thứ 3 nè. Đưa sợi len ra phía sau. Kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên một dây móc xích dài 6 mũi móc. 1 2 3 4 5 và 6. Ta có được 6 mũi móc xích đầu tiên rồi thì cái chân móc kế tiếp là chân móc thứ tư. Chân móc này các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đôi. Lấy lên hai lần lên kim, đâm kim vào chân thứ tư nè. Đâm kim vào chân thứ tư ha. Kéo lên. Qua chân móc. Lúc này trên kim của mình nó có 4 mũi móc. Thì dần dần kéo len cho mình qua hai chân trên kim lần thứ nhất, tiếp tục kéo qua hai chân trên kim lần thứ hai nè, và kéo len qua hai chân lần thứ ba. Ta sẽ có được mũi kép đôi chính giữa ha. Thì từ đây tiếp tục lên 6 mũi xích. 1 2 3 4 5 6. Đưa đầu kim xuống phía dưới và đâm kim vào chân móc thứ năm của cái vòng cung phía dưới á, móc vào một mũi dời, sau đó kéo và cắt len. Như vậy là mình sẽ tạo ra được hai cái khoảng trống để mình luồn dây cài vào nè. Sợi len thừa đâm kim cho mình từ trong ra ngoài vào chân mình vừa móc mũi dời, kéo len qua chân móc.
Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc nha. Giấu sợi len thừa nè. Sau khi đã giấu len thừa hoàn tất rồi thì các bạn sẽ tiếp tục may cho mình một hạt nút bên hông và dán đế. Thì cách dán đế các bạn cũng có thể tham khảo ở clip trước ha, mình có hướng dẫn rồi nè. Ấn nhẹ cho mặt đế lên áp sát vào mặt đế xốp nha. Canh chỉnh cái phần lưới này cho nó đều nhau nè. Cái mũi móc của mình nó sẽ được đều nhau và thẳng hàng. Thì hai khoảng trống mà mình tạo ra ở đây, các bạn sẽ tiến hành luồn cho mình cái phần dây quai vào đây. Sau đó ta sẽ tiến hành cài nút vào các cái khoảng trống ở phần dây quai nè. Ta có các cái khoảng trống này nè. Thì các bạn sẽ cài nút vào đây để mình điều chỉnh cho vừa với cổ chân của bé ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu giày lưới cho bé như thế này. Các bạn có thể phối nhiều màu khác nhau cho mẫu giày của mình thêm xinh xắn hơn ha. Chúc các bạn thành công!